Ngồi vào nhìn đó. Nhìn bà chán mẹ mà góc sao. Hai bên rồi bố đã quá chưa nữa đi hai bên khi nào hết đau đầu thì mới thôi hay là nhâm nói hả gần bận còn là mấy phút là mấy phút mà là mấy phút làm cái nào hết đau đầu thôi hả hết mẹ một xíu nữa mẹ hết đau đầu thì thôi mấy 5 phút à phút à, à. Là cần phải 10 phút hả là. Hả à, thương mẹ không vậy hả? Thương mẹ mà mẹ đau đầu thì phải bóp cầu cho mẹ chứ 100 gì đó trăm mà ừ. Sao mắt xa mặt mẹ đau đầu cơ mà cái này là bóp xa mẹ đã quá ta thế nào mà nó bóp đầu đã chứ bóp hai bên thái dương nha mẹ hả bóp hai bên thái dương nha mẹ đàng hoàng không là mẹ đau đầu hơn đó giỏi quá vàng anh hai giỏi quá ôi trời đúng đã đấm 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 giống như hồi nãy đã lắm à không được chưa một phút nữa thôi một phút thôi ừ. Mấy phút rồi mới có được 3 phút rồi à. Nè mới được có 2 phút rồi thấy chưa làm có tí à vậy sao đỡ đau đầu quá nhiều mẹ gì trời đừng lắc mạnh quá là mẹ sẽ đau hơn rồi sắp được 3 phút rồi đó hả sắp được 3 phút rồi đó đấm hai bên thái dương rồi đau lắm hả đấm hai bên thái dương nó đau lắm hả đấm hai bên thái dương cho mẹ ra đỡ đau hai bên này dạ chưa bây giờ mày không ấn hai cái chỗ lông mày mẹ nè là nó đỡ đau đầu ấn hai tay đúng rồi ấn nhiều không ấn đến 30 cái là được nhỏ hai đếm đi ba bốn đi ấn đi 5 6 7 20 cái thôi 8 9 10 3 kìa rồi 5 phút mà nhanh nhanh à quyệt nè cái chỗ hai cái chỗ lông mày mẹ nè đó hai chỗ này có tác dụng là làm hết đau đầu ấn xuống ấn xuống này ấn 15 cái đấm như vậy ấn như vậy 15 cái giống như hồi nãy không ấn giống như hồi nãy đã lắm đúng rồi 15 cái ấn thôi không cần đấm ấn thôi không cần đấm 1 sắp 5 phút rồi đó 1 rồi đã quá 2 3 nhú nhú dạ nhú bị ướt cho tay đầu đi đầu đầu đi hả ở chỗ này
cảm ơn anh hai rất nhiều. Thơm mẹ lắm.